Đây là hồ ta đụng vào buổi sáng sớm nha các bạn. Buổi sáng thì lên đây sẽ bị chụp, sẽ bị ngược sáng như thế này, tại vì mặt trời nó chiếu về hướng đông. Thì các bạn lên hồ ta đụng thì nên đi vào buổi chiều thì sẽ chụp hình đẹp hơn. Đây là đường vào ta đụng. Các bạn đi từ thành phố Gia Nghĩa sẽ đi theo quốc lộ 28 khoảng 30 cây là rẽ tay phải là sẽ đi vào đường này, đi vào Ta Đung. Khách vào Ta Đung rất là nhiều. Đi ánh sáng rồi, mà đi trong không xây thường rồi thôi. Bán đồ ăn rất là đông. Ở đây thì rộng rãi hơn. Mình đang vào đây ánh sáng rồi. Hãy đợi khu vực này khá đông. Để mà khách đoàn đưa các bạn ta đang ở tiếp theo đó là Ta Đung. Đây là homestay top view ở đây. Tôi sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng phong cảnh Ta Đung. Quần thể bán đảo của nó thì rất là lớn. Đây cũng là một cái hồ núi lửa cho các bạn. Đây là những cái quần nhám đầy ra nơi đẹp nhất.